Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay rạng sáng ngày 17, Phạm Thức Audio xin phép được quay và giới thiệu đến quý vị và các bạn. Trước mắt anh em là chiếc âm ly piano SA8009. Trước tiên cho em xin phép được quay cái mặt của nó này. Về cái mặt của nó này. Đẹp đấy, không tì vết. Căng nút nó sáng loáng này. Mặt còn vết cát này. Đây là phần nắp của nó này. Con này được thiết kế với chiều rộng này của nó là 42. Chiều cao này của nó là 15 cả chân, không chân là 14. Chiều sâu này của nó là 34,5. Và đây là phần ruột gan bên trong của máy. Con này có lau lớt nhá. Các cổng tín hiệu đấy, tuner AUX, phono 1, phono 2. Ba lăng của nó nằm ở trong này. Tép của thằng này, bát tép của thằng này được chia ra làm 4 giải. Đấy, 4 giải. Như mọi khi em hay nói với anh em đấy, là dòng âm ly ấy thì cái nút bass của nó chỉ dao động từ 100 đến 200 Hz. Con này nó có một giải chia là 50 Hz nhưng chỉ số của nó chỉ có 6 nấc. Đấy nên là nhiều anh em bảo là chơi âm ly không cần quai ấy, thì em xin phép là nếu như mà không cần quai thì anh em chỉnh cái giải này nó rất khó. Tốt nhất mình vẫn phải mua thêm một cái lọc xì nữa để cái giải trầm nó xuống được sâu. Nó sâu đến 32 Hz chẳng hạn. Và cái giải bước giải của nó dài hơn so với âm ly có thể làm được. Mình hãy bổ trợ hỗ trợ nhau thì là chất âm nó sẽ ra thực hiện muốn hơn. Còn hiện tại như bây giờ là đang đánh thẳng trực tiếp này. Dòng âm ly 8009 này thì được soạn xuất một nguồn, hai tụ và 8 con sò. Đây là phần ruột gan bên trong của máy. Sạch sẽ, lung linh. Đây là phần hậu đằng sau của máy này. Piano. Piano SA8009. Công suất tiêu thụ của nó là 140W. Con này có cổng power rè nhé. Anh em có thể rút ra làm cổng power rè bình thường. Đây, cắm qua EQ đây. Chiếc âm ly này thì công suất trên nhà tiêu thụ, nhà sản xuất thì ghi là với dòng loa 4 ohm thì nó sẽ ra công suất là 75W trên một kênh. Và với dòng loa 8 ohm thì công suất ra của nó sẽ là 60W trên một kênh. Đây là các cổng tín hiệu này, AUX, tuner. Này, bắt đầu quay đến phần suất cho anh em xem. Con này sử dụng con này nó có mấy đời đấy. Đời sò neck của đời sò thì con này là đời sò tô này. Đấy, Toshiba chữ đỏ. Toshiba chữ đỏ cả nhé. 8 con. Đấy, anh em nhìn kỹ chưa? Đấy. Cậu em vừa rồi cũng nhìn kỹ hộ anh nhé. Chốt thì chốt luôn hộ anh. Đấy. Máy hiện trạng nó đạt đến 90% độ mới. Đang đánh vào cặp loa piano S570. Đợt này lâu lâu không lên loa. Đấy. Cặp loa này giá thị trường toàn 11-12 triệu này. 11-12 triệu cặp loa này. Đấy. Bên em xin phép báo cho anh em cặp loa này là trị giá là 9 triệu rưỡi.
bát 25, một chung một tép, cấu tạo giống hệt cặp loa piano S180 huyền thoại đấy, 80A đấy, nhưng mà bản này là bản thu nhỏ, 9,5 triệu. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn.